Liên quan tới vụ ngộ độc botulinum sau khi ăn cá chép muối ủ chua tại Quảng Nam khiến 10 người nhập viện nguy kịch, trong đó có một ca đã tử vong. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, độc tố botulinum được sinh ra do vi khuẩn Clostridium botulinum trong môi trường thiếu không khí. Các sản phẩm từ rau củ, quả, thịt, hải sản lên men, đóng hộp không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum và sinh độc tố botulinum. Độc tố botulinum gây ngộ độc rất nặng, nguy cơ tử vong cao hoặc ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Người bị ngộ độc do độc tố botulinum thường có biểu hiện như buồn nôn, nôn, chướng bụng, đau bụng, liệt bắt đầu từ vùng đầu mặt cổ lan xuống hai tay, sau đó tới hai chân, liệt các cơ hô hấp, gây suy hô hấp là nguyên nhân gây tử vong. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, botulinum là độc tố cực độc, chưa đến 0,1mg đã có thể gây tử vong. Sau khi ăn thực phẩm có chứa botulinum thì độc tố hấp thu vào cơ thể, gắn chặt vào các dây thần kinh, gây liệt toàn bộ các cơ. Liên quan tới việc hàng trăm học sinh trên địa bàn thị trấn Phố Tràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai gần đây phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi, Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên cho biết, qua giám sát và test nhanh cúm cho thấy các trường hợp bị nhiễm cúm A. Trong khi đó, ghi nhận tại một số bệnh viện ở Hà Nội như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện Sanborn, Bệnh viện Thanh Nhàn cho thấy số trẻ phải nhập viện do cúm A có chiều hướng gia tăng. Theo Bộ Y tế, cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm A, cúm B gây ra, gặp quanh năm nhưng thường cao điểm vào mùa đông xuân hoặc thời điểm chuyển mùa. Bệnh cúm A lây nhiễm trực tiếp từ người bệnh sang người lành thông qua tiếp xúc các giọt bắn nhỏ khi nói chuyện, khi ho, hắt hơi. Đặc biệt môi trường học là nơi tập trung đông người nên dễ lây lan. Cúm A thường lành tính nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những trẻ nhỏ, trẻ đẻ non và trẻ có bệnh lý nền. Trưa 19 tháng 3, Công an quận 8 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nghi can có liên quan vụ người đàn ông chết bất thường ở căn hộ tại chung cư Twin River. Nguồn tin cho hay bước đầu nghi can thừa nhận hành vi có liên quan đến cái chết của ông T, sinh năm 1985. Theo đó, nghi can đánh ông T nhiều cái vào người, trong đó trúng vào phần thái dương. Trước đó, chiều 18 tháng 3, người dân phát hiện ông T chết bất thường ở căn hộ tầng 12 của chung cư Twin River trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân cho biết rạng sáng 18 tháng 3, ông T có ăn nhậu cùng một số người bạn. Sau đó, ông T có đi xuống sảnh chung cư và bị một người lạ đánh. Bị đánh, ông T gọi bạn xuống đưa lên phòng ngủ. Tới chiều cùng ngày, ông T tử vong. Ngày 19 tháng 3, thông tin từ đồn biên phòng Nhân Hưng, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 3, tổ công tác gồm đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng Nhân Hưng tổ chức mật phục trên kênh Vĩnh Tế đoạn qua xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tại chợ cây mít thuộc ấp Tây Hưng, xã Nhân Hưng, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang kéo vác các bao tải tập kết giấu dưới đống trấu sát bờ kênh Vĩnh Tế có dấu hiệu nghi vấn. Khi tiếp cận và kiểm tra thì phát hiện khu vực xung quanh phía dưới đống bao trấu có 30 bao đường cát mang nhãn hiệu nước ngoài, loại 50kg một bao, có tổng trọng lượng 1,5 tấn. Qua điều tra ban đầu, xác định đối tượng tên Nguyễn Tuấn Anh, 39 tuổi, thường trú tại ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, khai toàn bộ 30 bao đường được mua lại của một người tên Toàn ở ấp Ba Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc để mang đi bán lẻ cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Tịnh Biên. Ngày 19 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 về công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1 Lê Đức Thanh cho biết, hiện Quận 1 có 18 nhà vệ sinh công cộng. Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và du khách, quận phát động phong trào vận động các chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp hỗ trợ tạo điều kiện cho người dân và du khách được sử dụng miễn phí nhà vệ sinh. Đến nay, quận 1 đã vận động được 100 cơ sở có lắp biển báo để người dân và du khách đến sử dụng miễn phí nhà vệ sinh và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Nhu cầu nhà vệ sinh công cộng hiện rất lớn, nhưng quỹ đất trên địa bàn quận 1 ít nên thời gian vừa qua chỉ có các nhà vệ sinh công cộng tại chợ, công viên, bến xe buýt. Theo Ủy ban Nhân dân quận 1, mỗi nhà vệ sinh công cộng xây mới cần khoảng 550 triệu đồng, cũng như cần 36 triệu đồng phí duy trì vận hành, quản lý mỗi tháng. Quận 1 đề xuất thành phố Hồ Chí Minh tạm giao cho quận sử dụng một phần diện tích đất trống ở các dự án chưa triển khai. Mong muốn thành phố Hồ Chí Minh đầu tư ngân sách để quận xây 5 nhà vệ sinh công cộng với kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng và chi phí vận hành khoảng 2 tỷ mỗi năm, hoặc để quận sử dụng nguồn xã hội hóa.
Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế chính sách để các nhà đầu tư khai thác quảng cáo, kinh doanh để thu hồi vốn. Giải Karate vô địch Đông Nam Á 2023 đã khép lại những nội dung cuối cùng trong ngày thi đấu 19 tháng 3 tại Philippines. Ở cuộc tranh tài Kumite đồng đội nữ, chung kết là sự cạnh tranh nội bộ khi đội tuyển Việt Nam 1 và đội tuyển Việt Nam 2 đã góp mặt. Với sự vượt trội hơn, đội Kumite Việt Nam 1 chiến thắng các đồng đội và giành huy chương vàng. Trong nội dung này, đội nữ Philippines A và đội nữ Thái Lan B cũng lọt vào bán kết nhưng thua trận nên nhận huy chương đồng. Ở nội dung đồng đội Kumite Nam, 4 đội tuyển lọt vào bán kết gồm Việt Nam 1, Malaysia, Philippines A và Indonesia. Việt Nam 1 đã giành quyền vào chung kết gặp đối thủ Malaysia, sau đó thể hiện tốt năng lực để chiến thắng và giành huy chương vàng. Các tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam 1 tại nội dung Kumite đồng đội nam nữ cũng là hai kết quả vô địch cuối cùng Karate Việt Nam giành tại giải vô địch Đông Nam Á 2023. Chung cuộc, Karate Việt Nam giành 23 huy chương vàng, 20 huy chương bạc, 22 huy chương đồng, xếp nhất. Hạng nhì là Thái Lan với 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 18 huy chương đồng. Và hạng ba là Indonesia với 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 11 huy chương đồng.